Lão Hạc Việt Anh trong team 1977 Vlog chính thức tổ chức lễ cưới. Những năm trở lại đây, cái tên 1977 Vlog dường như là một trong những từ khóa nhận được sự quan tâm và tìm kiếm của nhiều người trên mạng xã hội. Người người nhà nhà đều quan tâm đến cuộc sống xoay quanh của nhóm hài trẻ tài năng này. Mới đây nhất, trên trang page chính thức của 1977 Vlog đã đăng tải hình ảnh anh chàng Nguyễn Việt Anh, hay còn được gọi là Lão Hạc, trong lễ cưới của mình, kèm theo là dòng caption đưa nàng về dinh. Ngay lập tức thông tin anh chàng Việt Anh lấy vợ nhanh chóng gây bão và nhận được sự chú ý vô cùng lớn của mọi người. Trong những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy chú rể Việt Anh đang mặc trong bộ âu phục cưới trắng tinh bên cạnh cô dâu của mình, xung quanh là những người thân và gia đình của cả hai bên. Với sự hài hước vốn có của bản thân, chú rể Việt Anh cũng không quên bày ra những pha tấu hài, biểu cảm vui nhộn ngay trong ngày cưới của mình. Cuộc sống đời tư của Lão Hạc Việt Anh khá kín tiếng, anh rất ít khi chia sẻ những thông tin của bản thân. Chuyện tình cảm của anh dường như rất ít được chia sẻ trên mạng xã hội. Gần đây nhất, anh chàng có khoe giấy kết hôn, chính thức làm chồng người ta. Theo đó, vào khoảng tháng 10, Việt Anh đã chính thức đăng tải tấm ảnh chụp với giấy chứng nhận kết hôn trên page chính thức. Theo đó, trên tờ giấy chứng nhận kết hôn có ghi rõ tên vợ là Nguyễn Thị Minh Phương, sinh năm 1996, và chồng là Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1992. Thời điểm đó, rất nhiều người tò mò về lễ cưới chính thức của cặp đôi, nhưng anh chàng không tiết lộ rõ thời gian và địa điểm. Cho đến ngày hôm nay, những hình ảnh trong đám cưới của Lão Hạc Việt Anh mới xuất hiện trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Đến hiện tại, những thông tin về đám cưới xoay quanh Lão Hạc Việt Anh đang nhận được sự chú ý của dân tình. Rất nhiều người tò mò về những câu chuyện xoay quanh đám cưới của cặp đôi. Và chúc cho cả hai có một ngày vui trọn vẹn. 1977 Vlog có 3 thành viên trụ cột là Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Việt Anh, cùng sinh năm 1992, và Nguyễn Văn Tân, sinh năm 2001. Điểm đặc biệt của 1977 Vlog chính là những hình ảnh đời thường, nhằm lấy bối cảnh dựa trên những tác phẩm văn học nổi tiếng như Chí Phèo, Chị Dậu, để truyền tải những thông điệp ngắn gọn, gây nhức nhối, hài hước trong giới trẻ hiện đại.